Được không Thái? Được không? Con giật được không? Sao cái bùn bên đây nào nè? Bùn ve bên đây nè. Bên đây nữa, bên đây nữa. Bên đây nữa. Bên đây hả nè? Bên đây nữa anh đấy. Bên đây hả? Đúng rồi. Đây còn mấy tái hả? Nó ngọt, cái cây này nó ngọt chứ. Thử cái từng ăn. Thử vừa nào thì chị. Ừ. Để chào cả nhà ăn cái thử nha. Chào ông bà cô chú và tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Ăn Nhỏ Miền Quê. Thì giờ mình đang nhờ anh Thái dịch vừa để cho Hiếu với My với cậu cùng uống nước dừa, về xíu dừa phải uống nước dừa cho vui. Uống nước dừa em ngồi nữa vô làm vài lon ha. Nào không thử đi ha, hoài ve bên đây mới nào thôi. Đem Thái giật đại đi mà. Nào cái gì? Chặt tay luôn à, đem vô mới chặt hiếu. Hay vô cổng gì vui? Vô cổng đi, vô cổng đi. Ờ vậy vô cổng đi. Vô cổng đi. Đừng thích đi. Không được bỏ đi con ba. Được. Anh có nào được thì anh cái sẽ khô không á. Chú này cho lần phòng chú đó là cái ngon lắm đây hả? Dạ lý hả? Rồi có lý nè xuống mưa trứng chạy em mới uống mà cái này chắc hư quá. Đâm vô cái là lủng cái quần nè. Yeah, giờ bánh te thấy vừa nha, bánh te. Ở đây thôi đừng có chặt cái hiếu ơi. Đừng có chặt cái hiếu ơi. Đừng có chặt cái hiếu ơi. Đó, đừng có đứng em quá ngọt. Bánh te. Mai cầu hiếu này chơi khỏi ống hút luôn nè. Mời bà con uống rượu bánh te nha. Ấp quần nghĩa xã độc. Nguyên quá cài bắt tỉnh bến Tà Re. Rồi đây mấy chị của mình là đang chuẩn bị lên một cái dĩ nướng sườn heo cùng với là mực. Đó. Rồi xong pha vô trận nướng là phải đeo khẩu trang nha. Thứ nhất là chống chảy nước miếng, thứ hai là sợ bị nắng mặt. Một hồi á thì nướng nhìn thấy khẩu trang ướt nhẹp là biết rồi. Hồi dắt khẩu trang mình ướt nhẹp luôn à. Hiểu luôn hán hiếu. Nướng nó cũng vậy á. Bởi vậy giờ đeo bắt mình khẩu trang vậy. Trời ơi sao cái mùi thơm quá vậy nè. Dậy động sớm làng. Thêm cái miệng của em nữa là cả sớm khỏi ngủ. Ôi cái cục sườn đây quá là hấp dẫn. Sườn heo. Sườn non, sườn già có đủ. Ôi lửa lớn quá hình như hơi khét rồi nghe mấy chế. Mấy chế lẹ lẹ tay giùm em đi mấy chế ơi. Là quá rối lộn được. Để cục mới vô là xong. Rồi rồi tả cục số 1 qua cục số 2 kè khác. Đây đây đây. Tới liền đây.
Gió thổi quá coi chừng nổ bình xăng xe đạp của em nha mấy chị. Để gần quá nè. Chị thấy nó chưa chị ơi, hậu cần cho em xin cái dĩa đi. Rồi giờ có cậu ba phụ tiếp sức nha, mình cho nó héo mấy cục này đi. Đội ngũ nướng thịt của mình nè vững chắc luôn á. Em cái vụ này lại mới được. Trời ơi làm vậy chết luôn thiệt chứ. Về cái biết sao, giờ cái người ta tưởng đâu người ta cái, có người ta nói người ta hùng con chó cái chết. Em không hùng chó mà giờ cho em hùng lên tay gơ cái được không nè. Em thấy một con quá hớp, một anh còn báo cáo để biết mừng con chó. Trời ơi em ngồi ngay cái luồng khó luôn, một hồi em như một cục thịt đó. Chị hai ngồi cắn em cái y như thịt nướng luôn. Đã chưa? Chị hai mình quạt còn không mấy quạt nữa ha. Có lực kìa. Chị gì đó ơi. Thơm quá rồi. Đứt xích ra đây cho coi người đẹp một cái ơi. Rồi Hiếu đang cắt cái giò trường luộc luôn nè. Michael Hiếu à, Kala mới kìa. Michael Hiếu đàng hoàng chứ bộ à. Em quên lâu. Đâu mai Michael Hiếu giới thiệu cho cả nhà cái. Ai am Michael Hiếu, ai am ở Canada mới về. Michael Hiếu ở Canada mới về nha. Michael Hiếu ăn mắm gì? Mới hỏi vậy á. Hấp dẫn á. Hấp dẫn quá ha. Cái này mình chấm nước mắm hay là chấm mắm nêm? Mắm nêm. Mắm nêm có sẵn luôn, mới vừa làm một tô luôn. Nhất nhất luôn. Em thấy sắp chín rồi đây. Chín chưa? Cục hơi dày hơi bự. Có tỏi cũ hồi mình nướng. Để cho tỏi hồi. Dạ, để hồi em lấy. Trời ơi sắp chín rồi. Nhìn quá hấp dẫn luôn. Chưa chín rồi. Chừng nào cứng nhắc lên mới chín hả anh Thái? Không, cái này nãy dần. Cái nó sang sang lại nó mới chín. Nãy chị hai có dần hết rồi. Dần hết rồi. Dần cho mềm hết vậy? Đúng rồi. Cầm cái cọng sườn này chấm với một miếng muối ớt nữa thì còn cái gì bằng. Nó luôn tay á. Đó liên tục rồi nó không khét chứ không phải là nó khét. Bắt lắm á, đỉnh ăn ạ. Ngon không? Nấm rơm xào củ hành. Ngon mà. Ngon mà. Mẹ ai ăn chay hả ăn nha. Con ăn chay mà. Chay mặn đều dùng được á cậu. Rồi ta núm son là đỏ ha, đen. Núm son đứt son là đen nữa ha. Giờ trường luộc chấm mắm nêm. Với lại đồ nướng. Không ăn được không được. Đập nó chết. Mời vô. Chạy lên bấm ở đây là xong mấy. 1-3 đi. Báo mà. Báo công an tới bắt. À, bên chỗ là 911 hả? Bên đây 911 là ứng tiền á. Bên đây mà bấm 911 là ứng tiền á. Ứng tiền điện thoại á cậu. Ăn thử món nấm này ngon không mà mi? Ngon. Ngon. Giám định hoàn thành. Ngon.
Chị mười mắc cỡ rồi. Sao mày hỏi gì mày? Nói gì mời gọi con gái nên phải e thẹn. Mình à, ăn thoải mái nha, tại đằng kia mấy chị còn đang nướng quá trời luôn á. Chị cũng đẹp cỡ đó đó. Còn ngon được mà. Nói người ta thèm ra. Còn nước miếng vô ra. Cái này nè. Vừa hồi là dừng xe. Hiếu chặt dừa chuyến này siêu sao luôn nha. Được không? Được. Xì bắp cu. Con dao làm như hơi lột khó chặt hả Hiếu? Không, sợ vô tay chứ gì. Cái tướng nhiều cầm dao không nổi nó chết luôn à. Ăn đi mười mắc cỡ gì. Mấy chị mình nướng lẹ lẹ lên lên ngồi ăn chung luôn cho vui nè. Mình lên nhập tiệc luôn. Đây vừa nhỏ nước nhiều cái ca đầy luôn á. Ta uống nước uống bia còn Hiếu là cho nước dừa không ạ? Hỏi nước dừa xay hơn bia mới ơi. Đây mấy chị mình còn mẻ nữa là được lên bàn rồi đây. Lên ăn cùng luôn cho vui. Còn cái thịt đó để ngồi nữa mình nướng sau đi. Mực quá trời luôn. Tài xế mình nước dừa và cũng dữ ha. Ăn đi dì mồi, sao ngồi xe lắc xe lơ vậy? Ngồi xích vô. Được rồi, chưa, gió này con rồi. Rồi, mực nướng tới đây. Rồi ngồi đứng dâu ơi. Dâu ơi. Xong lại ngồi luôn cha, đừng nướng thịt nữa. Mình ngồi đi để ngồi tối cậu về à. Mình thêm cái bàn nữa. Mình thêm cái bàn nữa đi, nói nhịp đi. Nói nhịp cầu tre đi. Không có ý gì kìa, anh nói để cái bàn về nhưng mình ngồi thưa ra là nhiều phải không? Căng thẳng quá đi. Nó non quá, thế mà dính nó nhỏ quá. Lấy bà ba cái sách lấy đi coi cháu anh đó. Nó ngồi gần mấy, ngồi gần gái. Giờ nó mắc. Đây, rồi gần con đi con hộ giá cho. Này mình nhích lên đây được này. Giờ mình dời bàn xích lên chút nữa để mình ngồi cho rộng rãi nè. Không mình về hỏi tới ra cái chỗ đó mà đẹp á. Không ăn là sao? Cái bàn 10 người mà này quá trời luôn rồi chắc bị phạt quá. Đây chuẩn bị rồi, chuẩn bị rồi. Béo quen gắn ngọc lên cho mặt vui vui chút. Nó đang vui đó, tại tôi mặc vậy đó nha. Bình tĩnh nha cậu ba. Bình tĩnh mà rung vậy. Cũng không có áp đâu chưa. Bữa nay thì gia đình cũng như nhóm ăn nhỏ miền quê rất là vui khi được đón tiếp gia đình của chị My. Cảm ơn bữa tiệc hôm nay của cậu với gia đình của chị My nha. Clip của mình cũng đã hết rồi, thì chúc cho chị My được sức khỏe nhiều thành công. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại. Đi đâu? Đi đâu?
Hôm nào mình lại nhậu online nhé. Chú bị món ngon luôn không? Cái này là làm tới cái cầu đó thôi hay là làm vô tới chân nhà của con đi luôn nha cậu hả? Con đi luôn gầy đi chút xíu nữa cho những pha ly đi đi qua anh kia luôn. Cậu lên trên rồi nhậu online là gọi điện nha. Coi chừng xe đó đó. Cậu làm sao mà con cười trong pha ly người ta bắt hiện. City cũng đang City. Nhưng mà nó từ thằng Civic ra đó. Dạ, nó đời trước của người Civic. Nó rẻ hơn Civic đúng không? Xe này xe chị chơi quá anh. Thì đang City rẻ hơn, mẹ nó có 500 mấy à. Nó Civic nó tới 900 mấy. Ủa cái gì đó vậy? Mấy trăm thằng hết luôn. Có chạy đồng cây dưới vậy? Đói chứ không á. Chưa gì cũng mua. Cái sát nãy mua. À, cái này. Nó chạy. Nó đi. Tao không biết đồ ăn ra cho hết luôn. Rồi gì vậy được rồi. Có 2 tiếng. Rồi. Giờ là xin tổng chào thì các. Dạ, tổng chào. Cảm ơn nha. Lái để kia.